Hello, xin chào tất cả các anh chị đang đến với kênh ATP Club Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm video về phân tích các mã cổ phiếu nổi bật trên sàn HOSE trong tuần vừa qua, từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích các mã cổ phiếu nó có cái khối lượng giao dịch nó có cái khối lượng giao dịch dẫn đầu. Thì trong tuần vừa qua thì nó có đầu tiên là có là mã mã ROS thì nó có khối lượng giao dịch là cao nhất rồi. Thì về mã ROS này á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy. Thì về mã cổ phiếu ROS này á thì tốt nhất là mình chưa nên kinh doanh, bởi vì xu hướng trung hạn và xu hướng dài hạn của nó vẫn cho là một tín hiệu giảm, mà một vẫn là trong một xu hướng giảm. Thì vì vậy là tốt nhất là mình không nên đầu tư về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VPBank. Về VPBank đó, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, mà nó đang có hỗ trợ là ở mức là từ 20 cho đến là 20.5. Thì chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức hỗ trợ này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là STB. Về mã cổ phiếu STB này á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng mạnh, và nó đang có mức hỗ trợ là từ 10.6 cho đến là 10.8. Còn kháng cự của nó đang đang ở quanh mức là 11 11.5, từ 11.5 cho đến là vùng 11.7. Thì đây là mức kháng cự của nó. Còn về mức mà kháng cự trung hạn á thì nó đang ở mức là 12 12.3. Thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua quanh mức là từ 10 10 10.6 cho đến 10.8, và chúng ta chốt lời ở mức là 11 11.5 cho đến là 11.7. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là FLC. Về FLC á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Thì về mã cổ phiếu FLC này á, thì mình cũng không nên đầu tư vào, bởi vì xu hướng chung và dài hạn của nó vẫn là một xu hướng giảm mà. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là AXM. Thì về cổ phiếu AXM này á, xu hướng hiện tại của nó đang tuần trước thì mình cũng đã phân tích là nó khả năng là nó sẽ chạm cái mức kháng cự là ở mức là 8.3 này. Thì về mã cổ phiếu AXM này á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng. Nó đang có mức hỗ trợ ngắn hạn là ở tầm từ 7.1 cho đến là vùng 7.7. Thì chúng ta có thể là chúng ta cân nhắc chúng ta chờ mua quanh cái mức hỗ trợ này để thuận theo cái xu hướng, và cái mức chốt lời của mình nó có thể là nó khả năng là nó sẽ đây được mức là từ 9.3 cho đến là vùng 10.0. Thì đây là chiến lược cho mã AXM. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là FPT. Về FPT á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, và nó đang có mức hỗ trợ là 16.7 cho đến là vùng 17.2, và kháng cự của nó đang là ở mức là 18 18.5. Thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức hỗ trợ này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là MBB. Về MBB á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng. Thì
nó đang có mức hỗ trợ trong ngắn hạn đó là từ 20, 20, 21 cho đến là vùng 22.5, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua quanh mức hỗ trợ này. Còn về mức hỗ trợ trung hạn á thì chúng ta là mức là 21.5, thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở mức này từ 22 cho đến 22.5 và có thể là chốt lời ở mức là 23.6. Đó là chiến lược cho mã cổ phiếu MBB. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu là VGC. Về mã cổ phiếu VGC này á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá. Sao VGC mình bị thiếu dữ liệu à? VGC đang bị thiếu dữ liệu. Về VGC thì hiện tại thì mình đang bị thiếu dữ liệu nên mình sẽ bỏ qua về mã cổ phiếu này. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển qua mã cổ phiếu là HBG. Thì về mã HBG này á thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy mà nó đang có kháng cự là mức là 22.1 và cho đến là kháng cự ngắn hạn của nó đang là ở 22.1 và kháng cự mà trung hạn của nó đang là mức là 23, 23.3. Thì về chiến lược về HBG này á thì nhiều khả năng á trong trong tuần tới á thì nó có khả năng nó sẽ có một nhịp hồi. Nó có một nhịp hồi lên được là vùng 22.1 này. Thì mà nếu nếu mà nó vượt qua được mức mà 22.1 này á thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta mua vào thì nó sẽ an toàn hơn. Còn bởi vì ở khung đồ thị ngắn hạn hơn nè, nó đang cho một dấu hiệu là khả năng là nó sẽ hồi lại. Tuy nhiên á ở khung đồ thị trung hạn và dài hạn á thì vẫn là cho là một xu hướng giảm. Thì vậy á thì tốt nhất là mình nên chờ, nếu mà giá nó vượt qua được mức 22 á thì chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta mua vào. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu VRE. Thì về mã cổ phiếu VRE á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng giảm và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm. Về VRE á thì nó đang có mức kháng cự là từ 33, 33.2 cho đến là vùng 34.5. Thì về mã cổ phiếu này á tốt nhất là mình cũng chưa nên tham gia vội và mình tốt nhất là mình nên quan sát, bởi vì ở khung đồ thị trung hạn và dài hạn nó vẫn cho là một xu hướng giảm thôi, thì tốt nhất là mình không nên kinh doanh về mã cổ phiếu này. Mình tiếp tục mình chuyển qua là phân tích các mã là nó có cái giá trị biến biến động có phần trăm nó tăng trong tuần vừa qua. Thì đầu tiên mình sẽ kiếm những mã mà nó có cái khối lượng giao dịch nó nhiều một chút, thì như là chẳng hạn như là mã GVC này trong tuần vừa rồi nó tăng là gần 29%. Về VGC thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng mạnh nè. Và nó về GVC này nó đã vượt qua cái mức kháng cự là ở mức 4.4 này nè. Thì tuy nhiên á khả năng trong trong tuần tới á thì nó khả năng nó là sẽ có một cái nhịp điều chỉnh. Nó sẽ có một nhịp điều chỉnh là quanh mức nó sẽ có một nhịp điều chỉnh là ở quanh mức là từ từ 3.8.
từ 3.8 mà cho đến từ 3.5 cho đến 3.8. Thì về mã GVC này á thì tốt nhất là chúng ta nên chờ mua ở mức này, bởi vì nó vượt qua cái mức kháng cự này á, nó vượt qua được cái mức kháng cự này á. Tuy nhiên mà mình chờ mua ở mức 4.4 thì nó cũng khá là rủi ro. Thì tốt nhất là an toàn là mình nên chờ mua ở mức là 3.5 cho đến là vùng 3.8. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển qua mã cổ phiếu là FIT. Về mã cổ phiếu FIT này á, xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tăng mạnh. Về fix này á, thì chúng ta có thể là cân nhắc chốt lời. Về fix này á, hiện tại nó dấu hiệu nó vẫn tăng, là tăng tăng rất là mạnh, thì chúng ta có thể là nếu mà chúng ta có hàng á thì chúng ta có thể là cân nhắc chốt lời ở mức là từ từ 41 cho đến là vùng 45 này, thì nó sẽ tốt hơn. Còn về chúng ta có thể là canh mua chúng ta có thể là canh mua ở mức là mức từ mức 3.7 cho đấy là vùng 3.6, chúng ta có thể canh mua ở quanh mức này, thì đây có khả năng của nó sẽ là mức hỗ trợ. Tiếp theo là đây là AXM. AXM thì nãy mình cũng phân tích rồi. Tiếp theo là mã cổ phiếu là TXC. Về TXC á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy. Thì về TXC này á, mà trong trong tuần tới á, mà nếu nó không có vượt được đỉnh ở mức là trên trên 2.8 á, thì nhiều khả năng á nó sẽ điều chỉnh về 2.4, hoặc là sâu hơn có thể là từ 2.0 cho đến là 2.2. Thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua qua mức này. Và về chốt lời á thì có thể là cân nhắc chốt lời ở mức là ở 3.2. Đó là chiến lược cho mã TXC. Thì bởi vì cái mã này á, nó có khối lượng giao dịch của nó có 6 tỷ à. Thì vì vậy mình đang cân nhắc về cái vô giao dịch. Tiếp theo là về mã cổ phiếu là BCG. Về BCG á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng, và trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá tích lũy, mà nó đang có hỗ trợ là ở mức là 6.7 cho đến là 7.1. Thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở quanh mức này. Tiếp theo là có nhiều mã cổ phiếu nó có khối lượng giao dịch nó rất cực kỳ thấp, vì vậy mà mình cũng không có phân tích. Mình phân tích là các mã có giảm giảm mạnh như này thì nó có khối lượng giao dịch nó cũng thấp rồi. Đây có là 3 tỷ LCG. Như LCG. Về LCG á, thì xu hướng hiện tại của nó đang là một xu hướng tăng. Tuy nhiên á, trạng thái giá của nó đang là một trạng thái giá giảm cực kỳ mạnh nè. Cuối cùng trong trong tuần vừa rồi thì nó nhảy gáp giảm cực kỳ mạnh. Và về LCG này á, thì nó đang có một cái mức là hỗ trợ tương đối mạnh, đó là mức là 8.0. Thì về mã LCG này chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta chờ mua ở mức là 8.0 này. Tiếp theo là chuyển qua mã cổ phiếu, mấy cái mã
cổ phiếu này nó có khối lượng thấp quá. HQ, HQC hoặc là BEP, FLC, FLC thì hồi nãy mình cũng phân tích rồi. Thì về các mã mà nó có độ giảm mạnh trong tuần vừa qua thì nó khối lượng khá là thấp, vì vậy mình cũng không có phân tích được. Thì video về phân tích các mã cổ phiếu nổi bật trong tuần vừa qua của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.